Hai Liên xin chào mấy chị sân đá, mọi người dưới sân đá ơi, vô đây có ai trồng sân đá thì vô ngắm cái vườn sen của Liên ha. Rồi ai trồng sen thì không có mẫu nào hay là thích mẫu nào thì đem về vườn của mình gọi Liên nha. Xin lỗi. Sáng mọi người cà phê chưa? Liên Liên lúc nào cũng gặp mấy chị ha, tối đêm 12 giờ cũng gặp, trồng cây á. Hôm qua Liên trồng cây, buổi tối chia sẻ trồng cây sen đá, tại vì có mấy chị mới chơi hay là mấy chị mà trồng rồi nhưng mà không biết cái idea để trồng cái gì hay là cái gì hay là cần trồng chỗ lớn sao. Thì tối hôm qua là Liên đã chia sẻ là tháng 7 ngày 26 2024 ha, đó là đêm 12 giờ, nó nên nó ngày 26. Thì đây là buổi sáng ha, bắt đầu sáng mình cà phê sáng, rồi sáng sớm thì nắng vô rất là đẹp. Hôm qua Liên làm một mớ tỉa lá khô rồi làm giá ha. Liên có tấm bảng, ai có tới đây thì tới cái vườn của Liên á thì sẽ thấy được cái giá, với lại để đó ha, Liên sẽ báo cái tin sau. Hôm nay là tháng 7 ngày 26 2024 buổi sáng ha. Liên số điện thoại của Liên là 408 834 5979 836. Giờ ai có yêu thích mà mẫu vườn sen của Liên thì gọi số điện thoại của Liên là 408 834 5979. Chào mấy cô, mấy dì, mấy chú, chào tất cả những người, mọi người yêu sen đá ha. Hôm nay Liên đã làm giá, với lại cây nào có rễ không có rễ thì Liên có cầm lên quay bán thì Liên cũng sẽ báo là cây đó có rễ không có rễ ha. Có một số Liên trưng chậu, còn cái này là Liên về rất là nhiều ha. Rồi vào vấn đề thôi. Có mấy chị yêu cầu quay cây phiên quyết, nhưng mà nó đây là cái cây phiên quyết, nhưng mà nó là gì, wedding dress. Đây hàng va đây dây ha. Thì đây là bông này rất là to, Liên bán cái bụi này là 65 đồng. Liên để 65 ha, mã số của cái bụi này là 91 ha. Cái bông này rất là tươi ha, hàng này rễ ít thôi, không có nhiều nha, nhưng mà có rễ rồi, không có full root nhưng mà có root, có rễ ha. Cây này đây, mùa này là tươi lắm rồi nè. Cây này có khoảng, ui có pha full moon ở trong nữa nè, dễ thương ha. Liên có cái này trong vườn của Liên cũng khoảng không có nhiều ha, 5 tới 6 bụi, nhưng mà mấy em được chưa lặt lá khô, hôm qua đêm đã lặt lá khô rồi. 91 65 đồng nha, wedding dress ha. Liên shipping đi từ toàn nước Mỹ ha, 52 tiểu bang ha. Có gì gọi số điện thoại của Liên là 408 834 5979. Liên lúc nào cũng ai mà mới hay là mấy chị có gì á, Liên lúc nào cũng có tư vấn nha, tư vấn trồng sen đá, tại vì Liên không có thời gian để quay cho mấy chị nhiều á. Cây này 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, khoảng 10, 10, 15, 16 cái cây á. Còn cái bông thì khoảng Liên nghĩ là tới 20 bông á, có 65 đồng ha. Bông rất là đẹp, rất là tươi nha. Rồi Liên xuống mã này nha, tiếp theo nha. Lúc nào Liên quay phim á, lần đầu tiên cũng tập trung chào hỏi mấy chị ha, cà phê rồi chưa xong rồi, ôi da sướt cúng tay rồi. Rồi bây giờ là Liên bốc mã nào, số nào lên, cây nào lên là Liên bán cây đó nha. Cái này thì trong vườn Liên chỉ có một cây một thôi, thân rất là dài nè, nhìn là bộ rễ nè ha. Cây này rất là to, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4. Rồi, rất là tươi nha, cái này là hoa vàng, vàng lắm luôn á. Cây này nó gọi là Starbird, Moonbird là đằng kia ha. Rất là đẹp, Moon and Star ta. Thì nó có mấy cái dòng họ của nó. Cây này dễ trồng ha, ngoài sân rất là lan, rất là khỏe mạnh, tại thân già, thân chắc nè. Có rễ nha, là liên nhất như vậy có rễ ra. Rồi, 55 đồng. Cái cây này Liên có một cây à, chụp hình cho Liên giùm nha, Liên để trên 55 đồng nên không cần báo số trong vườn Liên. Còn mấy cây kia Liên, này là Liên rình giá cuối cùng của cái cây này rồi, 55 đồng.
rất là đẹp, 55 đồng to lắm nha. Gọi là yên liên ơ một vòng tay rất là to nè. Có 55 đồng 2 4 6 8 10. Cái cây này nó sẽ vàng ha, vàng rất là vàng, rất là đẹp luôn, ra nắng trồng phua nắng nha, hàng vàng nhưng mà phua nắng nha, hàng này nhập 55 đồng to lắm, bự vậy là hàng nhập về rất là giá rất là hợp lý nha. Xuống chỉ có một cái thôi, đây là liên có một cái thôi, cũng hàng va eo nhùm varigay nha. Cái này hoa rất là nhỏ xíu, nhỏ lắm luôn ha. Liên muốn liên rình cái này thì liên bán 35 đồng. Hôm bữa liên bán cái cây này cái bụi này á tới 45 đồng, 35 đồng là liên rình có một cái thôi nên liên cũng không báo số nha. Thường thường có nhiều thì liên sẽ báo số, mà này chụp hình báo dùm liên nha, 35 đồng. Cái này mấy chị bỏ vô trong mấy cái mà qua liên design rất là đẹp, liên hàng không có nhiều nha. Có một cái cuối cùng 35 đồng là để liên lúc mà quay phim nhớ nha, 35 đồng một mũi một bàn tay để xuống. Hồi xưa nhỏ nhỏ vậy cũng đã 20-30 rồi, bữa liên bán 40-45 ha. Ở này còn con cá liên muốn liên rình cái này nha, hàng này liên rình nha, 35 đồng. Hàng này nhập về á, nó chưa có nhiều rễ nha, nhưng mà rất là dễ trồng rễ, nó thay dạng bụi nha. Mấy chị bỏ vô mấy cái khác rất là đẹp, tại vì liên có trang trí cũng như để đâu rồi. Nói chung là hàng vai nha, hoa rất là nhỏ. Mấy chị nào không có sân vườn á, hay là decor xung quanh á thì mua cái này 35 đồng. Rồi tài liên thuận cái nào bóc lên cái đó nha. Cái này đã liên đã làm số rồi ha. Cái này liên có hai cây thôi, tại vì cái này là hàng mới, hàng rare ha, chưa có để nhiều nha. Là mã số này là 75-50 đồng đây, mã số 75, chắc đi ngồi gần tới đó. Hoa này là hoa loại giống mới nha, nó có màu vàng gân đen như hoa hồng nha. Cái này hoa hồng mà hoàn tròn á. Cái này giống mới, năm nay giá nó nhìn nó hơi không biết diễn tả hay sao, giống như cái này cũng 55 đồng mà bự quá, còn cái này 55 đồng mà mấy chị thấy không, tùy giống cây nha, liên bán tùy giống cây, tùy á. Cái này hàng rè hàng mới á, nên ra giá cả nó hơi ấy chút, nhưng mà nó vàng sọc đen rất là đẹp, hoa hình hoa hồng tròn ha, 50 đồng đây, 50 đồng mã số 55 ha. Là liên có hai cây thôi nha, tại liên bán hết rồi. Cái này hàng liên rình nha, 50 nha. Hôm bữa liên bán cái bụi này tới 60-70, tại hàng mới á, nên liên còn có nhìn cái là liên rình các chi chân ở đâu rồi. Thôi rồi xuống đi, rồi tính sao, giờ đang bán hàng liên đang bán hàng, thông cảm cho liên nha. Đau cổ. Hôm nay là thứ sáu nha, thứ bảy chủ nhật có ai ở sau xe ghé vườn của liên nha. Liên lúc nào cũng bán giá đặc biệt ha, còn 52 tự ban liên đi ship hết ha. Hôm qua như mình có cắm bản này rồi. Cây này là white milky ha, cây này là loại size lớn nha, tại liên bán có size lớn size nhỏ, size này 1.5 gram. Nếu mà muốn đo thước thì liên đo sơ nha, tại vì liên muốn biết cho mấy chị biết cái size thôi, còn ai mua thường thì biết cái size này rồi nói là hiểu liền ha. Là size này là tới 10 nha, chiều cao khoảng 10 nha. Mấy cái trang chùm này thì mình tính đếm cành 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 cành nha. Ở đây có một cái em shipping đã bị gãy, cái này liên chôn là nó có dấu gãy sẵn ha. Rồi liên shipping 52 tiểu bang nha. Cái này là màu cam vàng da người nha, chắc kéo ra đó, dễ thương này, hấp môn nè. Rồi bông này tỉnh lên rất là đẹp, mấy chị thấy sẽ thấy đỏ mà đỏ hồng á, dễ thương lắm. Cánh hoa tròn ha. Rồi liên xuống quên nữa, cái này giá bên này. Đây là 55 đồng, size lớn nha, 55 đồng. 55 đồng. Ủa mã số của liên đâu rồi? Liên dán nó rớt rồi. Thôi để liên dán cái mã số nha, mấy chị thông cảm chờ liên chút nha. Liên bao giá mã số trên này để mấy chị biết. Hàng này có chút xíu rễ nha, không có full rễ nhưng mà có rễ tỉnh nha. 55 đồng mã số 80. Ở trong vườn liên có, liên muốn để cho mấy chị phân biệt. Mã số 80, 55 đồng xuống bụi này nha. 55 đồng mã số 80, white milky rất là đẹp. Hàng to, hàng lớn nha. Khuét đột biến liên cũng có nữa, mấy chị ráng chờ liên nha. Liên sửa soạn cái nào đẹp thì sẽ quay và đo size rồi sơ số cho mấy chị nha. Tại mấy chị yêu cầu liên làm này làm kia nên là phải bán, không có quay hết vườn mà giờ phải làm từng từng đợt ha. Đây là cây Genesis, nó còn gọi là bảy màu rainbow theo season ha. Rất là nhiều những gì ta,
cây này size lớn rất là đẹp nha. Hồi xưa một bụi này là tại vì cái cây này transition nó thay rất là nhiều màu. Nó có thể tím, nó có thể vàng, nó có thể xanh theo season đó, nó đổi nhiều màu lắm, có thể cam nữa mấy chị. Mấy chị không tin à. Liên cần có Liên đang có ở bên vườn của Liên á, nó sẽ vàng vàng cam cam, mắc cười lắm, nhìn nó một cái cây khác hẳn. Có những cái cây á là mấy chị theo cái đậm lợt, nhưng mà cái cây này nó theo mùa là nó đổi hoàn toàn thành cái cây khác ha. Gọi là cánh bướm, gọi là bảy màu, nó cây này đặc biệt, nó rất là nhiều tên tại nó ghép được nhiều giống. Cái này size lớn Liên chôn xuống nha. Cây này đo lên là khoảng một gang hơn ha, cũng khoảng 19-10 inch. Bụi này lúc trước Liên bán là 85 tại 80, tại mấy cái loại này là loại rare đó, 9 inch ha, nó không cao lắm, 9 inch. Nhánh của nó là 2 4, Liên chút nha, 2 4 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 4, khoảng 15 bông nha. Mà bông lớn nha, bông đẹp nha, mấy chị ngắm kỹ giùm Liên nè. Hai chưa có mẫu này gọi Liên nha, 70 nha. Hôm nay Liên bán 70, mã số là 108. Đây là mã số 108 70 nha. Hàng đẹp nha. Bông của cái bông size này là nó khoảng 4 tới 5 inch. Có khi nó cây lớn của Liên trồng mà nhiều năm già đó, thân già thân vàng á thì là nó khoảng 6 inch là mấy. Không là nó 5 inch tại cái size bông. Tại Liên trồng qua rồi, Liên biết cái size nó không có, nó lớn cỡ bao lâu, bao nhiêu cái size của bông ha. Rồi cái này ship 52 tiểu bang nha. Rồi ngắm cây giùm Liên nha. Cái này lúc mà trồng vô cái tỉnh nó sẽ hồng nhạt ra nữa, là nó thể tím rồi rất là nhiều màu. Tại mà đây Liên đang diễn tả cho mấy chị hay mấy cô mấy bác nào mà chưa biết cái giống cây này á. Xong rồi Liên sẽ đi quay, chẳng là Liên cầm cái máy để đi quay tới cái vườn cái cây cho mấy chị thấy á, nó rất là biến đổi khung lường. Một chút nữa quay Liên quay lại đi ha. Rồi mà đang báo mã số nha. Mã số này là 108 70 nha, cho nó ship 108 70 nha. Liên xuống mẫu này. Đây là một cây quai Milky nữa, 50 nha. Đây mã số 50 nè. Liên đã ghi cái giá tiền mã số đâu rồi đó. Nó lại rớt cái số nhỏ nhỏ lại rớt để Liên bóc một cái dáng nha, 50 nha. Mã số 93. Lý do để mã số là tại vì Liên bán cho 52 tiểu bang shipping đi á mấy chị. Năm ra Liên sẽ để cái mã số để mấy chị chọn cây, để có mấy chị nói ồ cái dáng này nó đẹp hơn, dáng kia nó đẹp hơn, dáng này mấy chị thích hơn. Nhiều sự lựa chọn nha. Cây này nó ship về cũng gãy cái này khô nha, không phải tại Liên nha. Cái này là hơi cây này nó hơi gì ta, nó hơi không có nhiều rễ nhưng mà có rễ tỉnh nha, màu rất là tươi nè, vàng nè, vàng hồng ha, rồi đỏ ha, rất là nhiều mờ quá. Đợi chút để Liên sao mà Liên cảm giác nó mờ đó, mấy chị thấy rõ không đó. Cái này là Liên chia sẻ chút xíu nha. Cái này Liên để ở dưới mát, mát ở dưới á thì nó cái màu nó sẽ nhã ra giống như màu da người mình, nó hồng nhạt nè. Cái cánh này là lúc nào nó cũng thành màu hồng á, phía sau á nó chỉ là cái viền thôi, nó không có phua cánh. Có những cái hoa là mấy chị sẽ thấy nó phua luôn cái cánh. Nó phua luôn cái cánh hoa, giống như màu tím này là nó phua luôn lá luôn cũng có nè, thấy không? Nhưng mà cái loại giống cây qua Milky này á nó chỉ là cái viền thôi, giống như nó tô thêm cái điểm đặc sắc của nó thôi. Nè mới thấy chị mới thấy hiểu Liên nói không? Nếu mà mấy chị mà trồng phua nắng á thì nó chỉ đậm lên thôi, nhưng mà nó rất là đẹp. Nó tùy theo mấy chị để chừng một cái cây. Cái này cũng rất là nhiều hoa nha. Thì Liên chung nghiêng thôi nhưng mà thẳng lên nó rất đẹp, cũng là 50 nha. Trời ơi bắt đầu mài binh múa trận. Rồi Liên sẽ để số rồi ha, thì mấy chị thấy cái nào gọi Liên ha. Ai đó yêu thích. Đây là có một cái mẫu Lyrin nha, cái này là Red King Kong. Cây này Liên trồng lâu rồi, Liên chưng vô cái nè, mấy chị thấy Liên cầm only cái cây không không? Tại Liên không tưới nước để đi shipping nha. Nếu mà mấy chị tưới nước vô cây tỉnh rất là đẹp nha. Liên Lyrin cây này. Cây này bóng đẹp ngắm giùm Liên nha. Có sao mua vậy nha, tại vì hàng Lyrin có rễ nha, thân già là chắc lắm á, Liên nuôi lâu rồi. 2 4 5 6 7. 7 cái nhánh lớn, mười mấy nhánh lớn nè, thấy không? Liên Lyrin cái này là ship luôn, tại vì Liên muốn mấy chị mà ở xa có rẻ á thì mua Liên ship luôn. Cây này Liên bán 40, tại đây là hàng có rẻ mấy chị ơi, rất chuyên con mà Liên trồng lâu rồi. Gian rưỡi nha.
nè mấy chị ngắm nè. À, mùa này á, nó đang ngủ á, hơi ngủ á, nên ra cái lá nó khép lại thôi, chứ màu nó rất là tươi, màu rất là đẹp. 40 nha. Có một cái thôi, Liên sẽ ghi cái số này là mấy chị chụp hình là Liên chốt ship đi thôi nha. Này, 40. Ôi nha, dán đây một lọt được không? Dán đây đi cho nó dễ lọt. Rồi. Có một cái thôi tại Liên muốn đi rình nha. Chút chút cái này phải sắp chút. Quét kiên con rất là đẹp nha. Rồi 40, hàng có rễ nha mấy chị. À, Liên chưa tưới đâu. Thường thường Liên nó nóng không sao, Liên để gì để shipping đi nè. Nó hoàn toàn lấy nguyên bộ rễ ra luôn. À. Trời ơi, thấy nó khỏe mạnh không? Rồi. Ai tới đây mua đi local pick up cũng được. Ai mà chưa trồng chưa ấy đó. Rồi, thấy cái nào bóc ở đó bán nha. À, cây này là Lysita, nó sẽ có hàng va nha. Tại vì hàng va đó Liên có trong vườn của Liên ha. Liên tạm thời Liên bóc sao bán vậy. À, nó sẽ màu vàng nha. Để Liên diễn tả đâu rồi. Đây. Nó có màu vàng. Lysita bình thường á là nó không va đó, mình nó sẽ ra ngoài cái vị nó đỏ hết, lá nó đổi 180 độ, có nghĩa là cây màu xanh lá cây ha, mình nó đổi hết. Còn đây là hàng va thì mấy chị mà ra nắng á, nó vàng hồng rất là đẹp, nhìn không có ra luôn. Nhưng mà tại cái mùa này Liên đang ủ rễ rất là tốt, phô rễ nha. Cây này là tuổi thọ rất là cao rồi, tại vì bình thường á hàng va mới nó chỉ ngắn ngắn như đây thôi mấy chị, mà ba bông á. À, bên đại hàng họ bán 3 bông, 4 bông là khoảng 15 tới 20 đồng mà shipping tới đây á. Mà cây này á là nó đã cao. Nó đã cao là tuổi thọ nó 2 3 năm rồi, Liên trồng có rễ rồi ha. À, là 8 in. 8 in mà rất là nè, nhìn nè, cái cành nó già rồi ha. Thân là thân thụ này nha. Thường thường mấy cái thân thụ này là phải lâu lâu lắm á. À, hàng này Liên có 1 2 tới 3 bụi thôi, không có nhiều nha. À, trong vườn của Liên á, hàng phu rễ nha, Liên ship đi 52 tiểu bang ha, là 55 đồng. Hàng Ichivira nha, Lysita Ichivira nha, hàng này có rễ nha, thân thụ nha, thân già này. Cái thường cái thân này mấy chị phải nuôi tới 2 năm lận. Nhưng mà lý do Liên giới thiệu cái này nha, hàng va mấy chị có thể trồng ở ngoài ngoài nắng á, sau dây mình ở ngoài nắng á, còn mấy tiểu bang khác nóng quá thì không có đem nắng, mà dưới lưới nắng thì rất là an toàn, rất là dễ trồng. À, nó có thể lan theo cái bụi á, cái này là dạng bụi nha mấy chị. Còn mấy chị muốn trồng rủ thì bỏ xuống, nếu mà nó càng dài thì tự động nó cũng sẽ rủ xuống. Còn mấy chị bỏ vô càng nhiều rộng chỗ đất á, một thời gian là mấy chị sẽ thấy nó phô thành những cái chậu rất là đẹp. Cái này là rất là khỏe mạnh ha, Liên giới thiệu những cái cây khỏe mạnh nè, nó hàng va nha mấy chị. Ở đây á, mùa này nó Liên trồng khỏe mạnh, nhưng mà Liên đã thấy qua cái cây này hàng va rồi, rất là đẹp, Liên trồng qua rồi ha. Rồi xuống mã này nha. Cái này là mã 67, 55 đồng để Liên mấy chị chọn nha. 67, số 67, 55 đồng đẹp lắm, 67, 55 đồng một cái lông đất, rễ rất là nhiều. Ở đâu nữa, sẵn là Liên quay đây. Đây là mã số 70 ha, là cũng 55 đồng. Bụi này to, nhiều cây con lắm, nhiều cây, nhiều rễ nè ha. Đây nó va nè mấy chị ha. Mặt hoa của nó là khoảng ngón cái nha. Cái loại thường của mình á, cái size in của nó là 3 in là dữ lắm, là nhiều lắm, 2 in ha. Còn không là nó cỡ này không. Rồi bự nhất của nó mấy chị cũng sẽ trồng được bự thôi chứ không. Nhưng mà đây nè, đẹp không? Đó, nó vàng nữa nha mấy chị. Này hàng va nha, mấy chị thấy cái sọc không? Hàng va có nghĩa là nó sọc ở trên đó, nó có rất là nhiều màu. Tùy theo cái cây đó nó va màu gì, nó va màu đỏ, màu hồng. Nhưng mà cái này ra nắng là vàng, có chút xíu hồng. Chút xíu đỏ, tại cái cây này bản thân nó có cây đỏ nữa nha, nó rất là đỏ luôn. Ở sân trước Liên trồng đỏ lắm mà không có đi ra ngoài được. Rồi mã số 70, 55 đồng. Liên mỗi lần bán Liên nói diễn tả hơi nhiều, tại có những chị hay là những ai mới chơi chưa tìm hiểu về cái cây này nhiều thì lên Google tìm. Nhưng mà Liên muốn nói về cái cách sống của cái cây rồi này kia đó ha. Rồi xuống mã này, với lại Liên đã trồng qua. Có cây gì nữa không? Cây này qua làm giá chưa? Chết rồi, chưa làm giá chắc. Cây này Liên có một cây size nhỏ ha. Tại vì Liên có size lớn của Liên là 8-90. Tại vì nó là cashmere Varagay ha, hàng mới nha. Mà cây này Liên trồng có rễ rồi nè. Cashmere Varagay rất là đẹp.
Nè mấy chị nhìn cái màu nè. Nếu mà ra nắng á mấy chị ơi, nó hồng mà đỏ hồng đẹp lắm. Cái cánh hoa thì nó theo cái giống cây của nó nha. Cashmere variegate rất là đẹp. Mờ quá. Chờ liền chút. Đó mấy chị thấy cánh hoa không? Đây là 2 4 5 6 7 8 9 10 11 bông, 12 bông á ha. Cây này có rễ trong nè, thấy không? Cao thì một gang thôi ha, tại vì cây này Liên sẽ để là bán là 50 nha. Tại cây này nó cao giá lắm. Thường thường cái size này mà hàng mới thường 55 60, Liên bán 50 thôi. Liên có một cây Liên Riven nha. Rồi 50 ha, Liên Riven giùm Liên ha. Còn Liên sẽ quay cái size lớn cho mấy chị coi. Size lớn Liên cũng mới về á, nhưng mà mấy em đang chưa tỉnh. Mấy em đẹp lắm. Ở đằng kia kìa, mà size bự 8 90 luôn. Này màu rất là đẹp. Liên nói một lần nữa ha, là cây sen thì tùy lá, tùy cây, tùy giống ha. Tùy giống cây, giống mới, giống cũ thì giá nó khác nhau ha. Rồi tùy cây nữa. Đây là cây con nó muốn mọc quá trời. Cây này shipping ý mỏng mọc, có rễ là nó mọc còn lum. Ủa đâu nữa? Nhiều đồ quá. Cây này chưa có gắm số, nhưng mà Liên đã tỉa lá rồi ha. Hàng này thì mới tỉnh thôi, chưa có nhiều rễ nha, mới tự tỉnh thôi. Cái này là Big Ben Wadagay. Nếu là Liên để tỉnh bán á, nhưng mà có chị kia chị hỏi em ơi có hàng Big Ben Wadagay gì không, giới thiệu chị rồi. Tại bình thường Liên có đồ đẹp là Liên giới thiệu lên, nhưng mà đồ này về vẫn đẹp như thường nha. Tại mùa này nóng nhìn nó mấy, nhưng mà đây nè, Liên có mấy cây tỉnh rất là đẹp này, hát môn nè đó. Chị hỏi thì Liên sẽ quay cây này. Liên sẽ đo cái cao của nó. Sen chùm mà vẫn đo với này, hàng rare hàng hiếm nha, chứ không phải muốn kiếm mà dễ nha. Này là 11 inch rưỡi nha, chiều cao 11 tới 12 ha. Bông thì 1 2 4 5 6 7 8 9 10 13 13 4 13 14 bông luôn. Trong vườn của Liên có 3 cây. Nhưng mà Liên chưa có quay hết, chưa có tỉa lá ha. Tại vì các chị kia kêu quay hàng này hàng rare mấy chị ơi. Rồi, hàng này lúc trước Liên bán có bán qua rồi là 110 đồng. Hôm nay cây này Liên sẽ lia rình là 95 đồng. Size lớn nha mấy chị, tại vì hàng rare đó, ai chơi săn đá qua mà săn lụng thì kiếm đi mấy hàng đen Big Ben Wadagay này là nghe tên là biết rồi. Chứ mấy chị thích là được nha. Ai cũng vậy, ai yêu thích săn đá thì thích cái nào mua cái đó. Liên chỉ nói là có những cái giống đó, nó hiếm đó, nó không có số nhiều được. Đây nè, Hát Môn Va nè, các chị thấy không? Sọc đen xanh ha. Đây, chưa có mấy màu này nè, hai màu nè ha. Rồi, đi vô chậu rồi. Cây này mới tỉnh thôi, mới khu rí con rút đâu. Ây da, theo yêu cầu đã làm rồi. Trong vườn bên Liên sẽ tước lá rồi làm sạch đẹp lại quay tiếp bán nha. Rồi tiếp theo dạ, có cái gì bán. Cây này theo yêu cầu mấy chị quay sinh rai của Liên, vườn Liên rất là nhiều, mà hôm qua tối Liên đã quay phim để trồng sen nên chưa có làm kịp. Bây giờ tạm thời báo một cái cây này cho chị kia trước nha, và Liên sẽ quay nguyên khu vườn. Hôm bữa Liên quay khu vườn ai chụp hình thì Liên sẽ chụp hình báo lại á, mà mấy chị không có đồng ý. Mấy chị kia nói là bây giờ làm lại, dán số dán giá vô đây. Liên làm theo ý mấy chị. Đây là một cái cây sunrise đó, có half moon vàng ha. Sunrise thường thường 5 màu. Mấy chị thấy không, cái viền sọc vàng, có thể đỏ, có thể hồng, hồng nhạt, mà nó muốn đi vô cái lá nhuyễn nha, cái cánh hoa nó khác nhau đó. Mấy chị thấy không, rất là đẹp. Đây nè, cái cây này rất là đẹp, phua vai nha. Cái này là lá khô thôi mấy chị, lặt lên về là bao đẹp luôn đó. rất là đẹp luôn nè, khô nè, và sunrise nè, đẹp chưa đó. Thân thì Liên sẽ đo thân nha, 19 tới 10 nha, 9 lên tới 10 ha. Hoa thì hoa thì nhiều quá, 2 4 6 8 10 2 4 khoảng 20 bông hơn nhắm thôi nha. Hoa sunrise nó có nhiều lắm, size lớn, bông nhỏ, bông lớn, nhưng mà tùy theo dáng, tùy theo cây ha. Cái bông của nó là size nó cũng khoảng 5 6 inch một bông đó. Còn đây ha, Liên đo 5 inch nè. Cái size này nó nhỏ, là mùa này nó ngủ ha, teacup nè.
nhưng mà nó đẹp quá. Cây này liên lửa đẹp lắm nè, mấy chị nào đang yêu cầu là gọi Liên liền nha. Liên còn trong vườn là em sẽ giới thiệu thêm đi, nói chung trong vườn Liên có vài cây nữa ha. Rồi à, tạm thời là bây giờ cái số này là 94 nha. Tại chị yêu cầu Liên làm liền á, chứ không là Liên phải tước lá nhiều lên là Liên mới bán. Là Liên để cái giá tiền vô luôn, cắm giá tiền vô luôn. Cây này Liên bán là sinh roi này size lớn nha, 65 đồng. Bữa Liên bán 75, hôm nay bán giá đặc biệt 65 đồng. 65 đồng sinh roi có giá của nó nha, tại vì size ngắn á, Liên bán 60-55. Này size lớn hơn, cao hơn, nhiều mỏng hơn. Rồi lặt lá thôi nha. Đây 65 đồng, mã số 94 nha. Liên có dán cái mã số, tại vì trong vườn Liên còn, Liên sợ mấy chị sẽ lộn những dạng lộn đó. Nhưng mà cái này, cây này Liên lửa rất là đẹp, tại vì sunrise nè mấy chị thấy không, có thể vàng vàng nâu nè, vàng vàng cam nè, trong vàng chanh nè, rồi vàng hồng nè, rồi hồng nè, thấy không, chân vô rất là đẹp. Mấy chị đã mua này rồi thì khỏi nói ha. Còn mấy chị nào mà đang cần hay gì đó, hay là chưa có, gọi Liên nha. Số điện thoại của Liên là 408-834-5979, 408-834-5979. Ôi trời ơi, Liên có rất là nhiều hàng, biết là bán hết rồi. Nhiều mẫu đẹp lắm. Đây là cái cây này, Liên trồng con chậu chưng á, cái này có nước lên nó sẽ đẹp hơn, chưa tức lá, nhưng mà Liên muốn bán cái mẫu đỏ đỏ, chị kia muốn ngôi mẫu đỏ đỏ. Vườn thì nhiều nhưng mà Liên muốn clearing cái cây này, ngắm giùm Liên, nó sẽ bóng lắm nha, rất là bóng. Bữa này Liên cho thiếu nước. Cây này nó về là nó có cái bông gãy ở đây sẵn đó. Rồi đây hiện tại là 2, 4, 6, 8 bông. 2, 4, 6, 8 bông nha. Nè mấy chị nhìn nè, nó rất là đẹp ha. Cái này chân gần ở đây, Liên có giá clearing cái cây này nha. Cây này đỏ bóng, nó gọi là Michi, nó rất là bóng ha. Michi thì giá Michi thường tùy thay tùy giá, nhưng mà cũng thấp, thì cây này clearing là 40. Tại hàng này có rễ mấy chị, có rễ. Thôi có một cây là Liên bán bớt 5 đồng luôn nha, 35. Liên rất là thích bán. Có một cây nên Liên không có cắm bảng giá vô, Liên sẽ dán ở đây để cái gì Liên lột. 35 đồng thôi. Rồi chụp hình cho Liên nha. Cái này Liên không để số, để giá tiền thôi, tại vì mấy chị chụp hình cho Liên. Cây này 35 đồng, Liên bán 35 đồng. Một cái vết gãy thôi. Cái này là size của lúc trước Liên về là size nhỏ vừa đó, nó không phải lớn mà nó full, nó chỉ gãy một bông thôi, chứ không phải là nó ít bo, nó gãy nhiều nha. Cái này là cái size của nó là nó như vậy thôi, chứ một bông thôi. Hàng có rẻ nha, Liên trồng ở trong vườn Liên để trưng á, nó trưng bài mẫu á, cho mấy chị thấy á, mua mấy cái size lớn. Liên ở trong kia rất là nhiều size lớn, size nhỏ, size lớn có đủ size nha, mà Liên chưa quay. Nhưng mà Liên đang cần chỗ để mấy cái dạng trưng bài khoác của Liên á. Thì sang chùm này Liên Liên 35 mà là 2, 4, 6, 8, 35 hàng có rẻ nha, bao đẹp luôn á. Mấy chị tốn mua thêm vô nữa mấy cây nữa, tiếng shopping đi luôn được. Rồi ơi nè, nhiều đồ đẹp quá. Liên có whisky rất là nhiều nha, bây giờ khoảng mấy chục phút Liên ngưng nha. Đây là một cái hàng teacup Ginway rất là đẹp. Cái chậu này là chậu nhỏ nha. Cái sen này là dạng teacup nha, hoa rất là nhỏ nhí nha. Liên có size rất là nhiều, một cái chùm của size lớn á, khoảng là 40 bông, rất là nhiều. Mà đặc biệt riêng mấy chị trồng cái loại này thì khớp ở trong nhà, mấy cái chỗ mà không có chỗ á, thì một cái nhánh cây như vậy nè, một cái nhánh cây như vậy nè, mỗi lần một lên chùm á là 5-7 bông. Thì hoa nó rất là nhỏ ha. Cái chùm này là Liên lấy cái size vừa thôi, không nhỏ cũng không lớn ha. 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7 cành, hình như nó có gãy cành nào không á. Gãy một cành. Cái cành là cái này nè, cái cành bông nha, mà một cành của nó là bây giờ hiện tại một cành 2, 4, 5 bông.
6 bông 7 bông mà 7 cành, hay mấy chị thấy không, rất là nhiều bông trên này đó, rất là đẹp. Cái này nó ra rất là nhiều, sọc nó rất là rõ ràng, cái này tính là cái sọc rất là đẹp. Rồi Liên bán cái này 50 nha. Ây da, đừng có rớt lá. Mã số của này là 92. Mã số 92. Mấy chị ơi, mã số 92. Đây là hàng T-cup ha, 50 ha. Hàng T-cup thì nó mỗi cây, mỗi kiểu, mỗi dáng khác nhau. Ai thích yêu cái nào mua cái đó nè. Hàng hoa T-cup nè. À, dễ thương quá, mini á. Nó gọi là mini nha. Tại vì Liên biết cái Greenway á, nó có cái size lớn của nó là 6 inch. Tại vì Liên bán có những cây collection của Liên ôm một vòng tay nè. Mà cái đây là hàng T-cup, hàng mini T-cup ha. Thì là nó cũng là một dòng họ của Greenway. Greenway thì nó có nhiều sọc hơn, và rất là đẹp. Hồng nó rất là giống, để Liên diễn tả chút xíu nha, cái này chơi cho vui thôi. Nó rất giống Pink Swatkin, giống như dòng họ của Swatkin nhưng mà là Greenway, nhưng mà nó là mini nha. Nhưng mà thật sự ra nó rất là giống, nhưng mà nó sẽ khác biệt. Khi mình yêu thích cây á, mình sẽ thấy sự khác biệt của nó. Thì Liên diễn tả cho mấy chị mới thôi, chứ mấy chị yêu thích sẽ nhận dạng ra được để mua. Tại vì mấy chị săn lùng dữ lắm, cây này là phải cây này. Ví dụ cây kia, này là Pink Watkin, Liên sẽ báo giá liền nha. Bây giờ Liên chỉ diễn tả thôi, xuống hàng ha. Đây là Liên sẽ bán cái starter lớn cho mấy chị coi, rất là đẹp. Cái này là 50, hàng T-cup nha mấy chị. Giống như mấy chị em nói mấy lần rồi, nhiều lần rồi, Liên nói nhiều lần rồi. Có 50 mà nó bự vậy nè, thấy không, cũng là hàng vàng, nhưng mà mỗi giống cây nó khác nhau. Thành ra mấy chị chơi á, nhìn thấy á, yêu thích là được, cứ đem về nhà ha. Mấy cái này shipping mua thêm vài cái nữa, rất là đẹp. Có số không ta? Mã số 92 ha. 50 xuống mã này. Đây, Liên lấy cái size lớn cho mấy chị coi nè. Cái này Liên hơi bừa bộn một chút. Nó quá nhiều. Đây là hàng T-cup ha, hàng T-cup Liên bán cái size này 65, thấy chưa? Cái này là giá đặc biệt nha. 65 có cây 70. Đây, giá rất là đặc biệt. À, Greenway Variegated nha. Mỗi cái farm nó sẽ đặt tên khác á mấy chị, tại vì nó có một hai tên đó, chứ không đến ai đâu mà Liên biết cái giống cây thôi. Đây. Hát muôn. Mã số cây này là 39, Liên có để đâu, 39, mã số 39 ha, mã số 39. Đó, 39, rồi 65 đồng, giá đặc biệt không? 65 đồng bự nha. Thi cúp khi mình ở một vòng tay này có nghĩa là 40 bông có. Một nhánh nè, Liên cho mấy chị coi nè, một thân này nha. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cành, Liên đó có hay không? Mà đây là một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh, năm nhánh, sáu nhánh, bảy nhánh, tám nhánh, chín nhánh. Thấy không? Chín nhánh, tính tới 10 nhánh nha. Là mấy chị thấy không, rất là nhiều bông, đếm không hết. Tùy theo nhánh nha. Cây này là có rễ nha mấy chị. Mấy chị online shipping đó 52 tiểu bang á, gọi Liên nha. Greenway Vargas nha, hàng này 65, hàng thi cúp nhỏ nha. Mini T-cup 65. T-cup hồi xưa nhỏ nhỏ như vậy nè, nó cũng mắc lắm rồi. Nó cũng cao giá lắm rồi. Ở này hàng bự lắm nè, Liên bán có là 65. Số điện thoại của Liên là 4088345979. Hàng này có rễ rồi, mấy chị về Liên chưa có tưới nước đâu. Liên muốn để vậy á, ship cho mấy chị nha. Nó xoay, nó an toàn cái cây đi á. Mấy chị chồng về nó tỉnh lên, nó tươi lên nè, mấy chị thấy không? Thấy chưa, 65 50, đẹp chưa? Dạ. Rồi. Còn nhiều lắm nha, lát Liên quay lại. Bây giờ Liên bỏ vô đây, Liên bóc ra quay tiếp. Mỗi cây mỗi số nha. Đây. Hẹn có rễ cây này có 60. Ta ta ta. 60 mà nó đẹp quá nè mấy chị ơi. Nè. Ôi, rừng luôn, cái rừng luôn, thấy không? 60, mã số 49. Rồi nãy giờ Liên nói nha, giới thiệu gì cái này rồi, giờ chỉ báo số thôi. Chọn cây giùm Liên, mã số 49. Lá khô tùm lum về lạc Liên qua, Liên lạc quá trời rồi mà cũng còn á. Mùa này nó hoa nhỏ nha, nhí nha. Nè, đó, loại thi cúp nha.
hoa nhỏ ha. 60 mã số 49 xuống nha. Đây cũng là Greenway 35 đồng, có lớn có nhỏ, mấy chị nào yêu thích gọi liên nha, 35 đồng. Cây này chỉ là có rễ chứ không có full rễ, không có nhiều rễ nè, cây nào liên bán cái đó 35 đồng. Ủa này, mã số 76, mã số 76 35 đồng. À, size nhỏ size lớn có hết nha. Hàng này là cái liên đã nói rồi, hàng chi cúp bông nó lớn nhất là nó có 2 in nữa, thấy không, hàng nhỏ nhất nó có chút xíu như đồng tiền nhỏ nha. Rồi cây này không gãy gì hết nha. Ngắm giùm Liên lần nữa nha. 35 mã số đâu rồi? 35. Liên sẽ có khoét nha, Liên sẽ quay một số sen khoét nha. Tại Liên làm cái nào đẹp thì Liên... Ủa đâu rồi? 76 35 đồng xuống nha. Cái này size này một găng tay nha. Xuống nha. Bông 2 4 6 8 10 12 13 14 bông luôn á. 13 14 bông mà 35 đồng nha, giá hợp lý nha. Bye bye. Rồi. Mã tiếp theo. Greenway. Ui đẹp quá. 35 đồng luôn. Mã số 81. 81 35 đồng. Ui và nè. Biết đâu à, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 vẫn là 14 bông, không gãy gì hết nha, nhìn nè. Là Liên đo rồi một găng tay ha. Mấy chị mọi người online á, giúp Liên nha, mấy chị tới đây lựa thì đã lựa rồi. Liên đã quay rất là kỹ rồi, có sao mua vậy ha. Liên sẽ ví dụ báo số 81. Dạ, Liên chụp hình lại rồi, chốt giùm em 81. Em không có thời gian mà giống như là đếm lại lần nữa. Tại vì em bỏ công em bỏ cái thời gian, em bỏ cái quay rất là kỹ cho mấy chị rồi, nên mấy chị coi tivi. Em biết mấy chị nhiều khi cũng đâu coi tivi rảnh đâu, lên là thấy mua, nhưng mà Liên em cũng ráng chụp hình lại một lần nữa, chứ không phải là mình bán xong rồi mình bỏ, nhưng Liên có chụp hình lại báo là chốt cái cây đó nha. Còn giống như phải quay phải tham nữa hay là lựa cây nữa, chỉ là một cái cây đó thì không cảnh cho Liên ha. Liên đã quay hết rồi. Liên làm một loạt Greenway nha, tại vì để cho mấy chị đừng có lộn với mấy cái cây khác, có công mấy chị báo số mấy chị không ấy. Có số nhưng mà Liên làm cho nó dễ. Hồi nãy giờ mình đang nói cái cây này, trời lá chưa lặt hết nữa nè. Cái cây này lúc mà mùa mà mát á, mà nó tỉnh á mấy chị ơi, nó ôm vòng tay nó rất là đẻ con nhanh chóng, gọn, nó rất dễ trồng nha, không khó lắm. Mà nhỏ. Cây này là đặc biệt nha, 70, tại vì cây này thân rất là to. Con cái nha, tại vì thi cúp á, hoa thi cúp mà thân to thì nó sẽ khỏe mạnh, nó sẽ mọc phua lên, nó sẽ bự hơn nè. Ôm một vòng tay nè, chị thấy ôm vòng tay không? 70 ha, hàng thi cúp nha. Hồi xưa cái này là bán 90 luôn á, 90, 95 luôn. Cây này có rễ nha, mấy chị về là tư lên rất là đẹp. Đây là mẫu mẫu tử quá. Tại vì Liên vườn nhiều quá để nắng nó héo héo, nhưng mà mấy chị yên tâm không gãy cây nào nha. Hàng này không gãy nè. Rồi shipping đi nè, hàng thi cúp nè, rất là nhiều bông nè, 50 bông, 40 bông nè. Mấy chị thấy hàng tươi lên đẹp không? Hàng va này á mấy chị đừng có lo nha, nó sẽ ra như nhau nha, nó có cái vua va là tùy theo mấy chị trồng thôi, nhưng mà nó rất là đẹp, hàng va là đẹp, không mất màu. Rồi xuống nha, mã số cái này Liên đã báo rồi, 70. Ủa, mã số 53, xin lỗi. Mã số 53, rồi mấy chị nói giùm em mã số 53 70 ha, mã số 53 70, lý do thân to, một thân to, hai thân to. 4 5 6 7 8 9 cái thân to. Một thân to thì nó có 2 4 6 8 9 bông. Có cái 10 bông, có 8 bông, có 7 bông, có cái 5 bông, nhưng mà ít là 5 bông tại vì sen chùm chi cấp thì nó như vậy. Còn có những cái cành nữa mấy chị. Có những dòng họ đó. Nó đẻ mắc cười lắm. Không bao giờ mà nó mọc chùm nhiều hơn cái nè đó. Còn nó đẻ giỏi lắm là 3 bông ở trên đỉnh đó thôi à. Có những cái nó như vậy, tùy theo cái giống cây. Rồi xuống 53, Liên quay 70 nha. Size lớn nhất thi cấp của Liên là 70, rồi 60, rồi 50, 35 thì có đủ giá hết nha. Rồi, còn một cây tiếp theo là mã số 69. Này bao nhiêu? 55 đồng. Ui 55 đồng nè, đẹp không?
Mã số 69 là Liên bớt 5 đồng nha. Tươi rối nha. Nhưng mà Liên bớt cái vui. Nó cũng nhiều nhánh đó. Chứ không ít đâu. Thích bớt vậy đó. Đâu rồi? Ồ, lý do nó hai cái cây này nó không có gãy mà cái lá nắng quá nó hơi trụi chút xíu. Rồi. Hai cái em này nè. Rồi nên Liên bớt 5 đồng. À, báo giá lên like dùm Liên nha. Liên để dưới 50. Rồi báo số Liên có bớt cái này. Có sao mùi vậy. Rồi để đây đi. Mã số 69 là 55 còn 50. Liên nói một lần nữa nha. Mã số 40 69 55 đồng còn 50. Dán ở đây luôn là để phân biệt. Rồi ai mua ở sau dê lại nói Liên chốt ha. Rồi nè, ở trên online cũng vậy chốt. Gin quay và đa gây rất là đẹp. Sen chùm là Liên quay rất là kỹ rồi nha. Đó, ba đẹp chưa. Rồi hết hàng Liên quay rồi. Ủa còn không ta? Thôi tạm thời đi, tại vì Liên có Liên ốp lá đó, rồi có làm giá thì chỉ vậy thôi. Bây giờ mình qua hàng khác nha. Sắp hết giờ rồi. Tốn thời gian mấy chị cho tiếng mình ngồi rồi. Mấy chị yêu sen lá, rất là thích sen lá. Ồ quên nữa. Liên bán nè nha. Bự chưa? Wow, nhìn khiếp đảm chưa? Mã số 65, Swiftie 65. Mã số nha, còn giá là 70, Swiftie. Hàng Swiftie là lúc nào cũng đẹp, rất là dễ trồng. Và rất là đẹp. Đây, ra nắng đỏ rực rỡ, có cái middle ở trong đây ha, mã số là 65, ngay cái middle va nè, mã số cây. Nó chưa có rễ, mới hàng mới về. Qua Liên cắm. Đây, Liên cầm luôn. Đây nè, cây này nó có chút xíu rễ mấy chị. Nó tỉnh rồi, hàng mới về nha. Rồi Liên sẽ quay cái hàng mà có rễ cho mấy chị coi. Hồi qua Liên chôn mà không có để đá vô á. Rồi, hơi dạng ngắm dùm Liên, có rễ lắm, Liên trồng lại. Không gãy không gì hết ha. Đây. Rồi Liên sẽ so sánh cho mấy chị coi. Là la, em bé đẹp quá. Em này ôm một vòng tay nha. Mã số là 65-70 nha. Đây nè, ôm một vòng tay rất là to. Cái này là chưa nở nha. Bây giờ Liên cho coi cái cây nở nè. Em bé ơi, em bé, tội nghiệp em bé quá. Em bé ơi. Chút nữa mình làm em bé lại. Đây. Đây là Christie nè, đã có rễ rồi nha. Hàng này có rễ nè, tỉnh nè. Rất là dễ trồng. Cây này Liên bán 60 nè. Hàng có rễ nha. Đây. Để Liên ôm cái cây này nó lại chút. Cái này ôm thôi nha, tại nó rớt xuống rồi. Thầy hàng mới về, mới có rễ, Liên trồng mà mới về có rễ. Size này to hơn size này nha. To hơn, mà cái này cũng to. Cái này nó nở ra nó to, to to nữa. Nhưng mà tại vì cái Christie thì có giá của nó thôi. Nó giá 70 trở xuống nha. Ây da. Hàng Liên có rễ. Chắc Liên để em xuống để em gãy uổng lắm. Mà em té mà em không thể gãy luôn. Quá trời tốt. À, Whisky thì tùy theo mùa thì theo ấy ha. Sorry. Đây 60 hàng có rễ nha. Hàng qua rất là đẹp. À, đây là vàng chanh hồng ha, nhưng mà ra nắng. Ui, cái lá nó có hát muôn nè. Rồi đẹp quá, hát muôn em quê. Nhiều chỗ quá. Rồi, một vòng tay luôn ha, thấy không? Rồi, ở xa là 60 nha. Ủa, mã số đâu rồi? Mã số 57. Đà đó đó, tại vì để mã số 57, 60 đồng ha. Bao đẹp. Hàng có rễ đó chị ơi. 60 luôn, mã số 66, 60 luôn nha. Mã số 66 60 luôn nha. Mấy chị chưa có mua này đi, này nó đi theo dạng bụi luôn á, nó mọc lan rất là đẹp. Đây. Đây cái này ok hơn. Mã số 62. Cái này nở ra mấy chị ôm không hết đâu. 65 đồng. Mã số 62 65 đồng. Đây. 65 đồng mã số 62, 62. Đây nè. À, em ấy về á, shipping về nó khác vậy nè, mấy chị yên tâm nha, cứ để vô mát á, trời ơi, cua rất là đẹp, giống như cái này Liên dưỡng này nè. À, Liên thông báo luôn nha, là Liên để cái của Liên chỉ mới có 2 tháng mà full rạn.
đó, để vô mát á, hướng của Liên là nắng sáng vô đây. Rồi Liên có chân bên kia cây để đây, có giá tốt hơn nhưng mà cây này rất là đẹp, mã số 63 55 đồng nè, ngắm thân ha. Rồi mã số 63 đâu rồi, cái số 63 55 đồng, chị ngắm giùm Liên nè, đó đẹp không. Cây này cũng mới về nha, mới tỉnh thôi chứ chưa có rễ, nó còn bung ra cái hoa này bung ra khoảng 3 inch 2 inch, nhưng mà khép lại có 1 inch. Em ngủ quá, nhưng mà em cây này rồi mới ra tới lúc bây giờ là chưa ai mà chơi sen đá cũng đều yêu thích hết, tại em rất là nhiều màu mà hoa rất là đẹp, rất là dễ trồng. Em ít thích nước lắm nha, nếu mà đất ẩm như vậy là để hoài luôn á. Liên làm đất ẩm một lần thôi là Liên để tới 1 tháng Liên mới tưới lại, là nó tự phua rễ, tự mọt rễ, là mình không làm gì thêm hết, Liên không hề làm gì thêm hết. Bởi vì Liên bán nguyên cái vườn của Liên á, chăm sóc rất là dễ dàng ha. Rồi mình cứ làm rễ một lần rồi mình canh, rồi mình để cái hướng đó thôi. Còn mấy tiểu bang khắc nghiệt thì mấy chị phải chịu khó tìm hiểu thêm cái weather, cái của chỗ mình ở nó nóng quá hay nó nắng rội vô cây mới hay gì phải đem vô trong ở mái mái hiên á, để dưỡng thời gian mình sẽ đem ra ánh sáng. Hàng qua thì nó không có full xanh 100% đâu. Một mã số nữa Liên bán luôn nha, Liên báo hết số luôn, lại là Christy nha, mã số 56. 56 này hoa nhỏ trông rất là đẹp. 65 đồng. Đây nè, hoa nhí nè. Em nhỏ nè, nhỏ hơn nó của Liên luôn nè, hoa nè. Nên Liên quay một mình á, bình thường có anh Chính, trời ơi anh Chính quay mấy chị thấy đẹp lắm. Nè hát mua nè. Mã số lục lần nữa, mã số là 56 ha. Đây nè. Số điện thoại của Liên là 408 834 5979. Liên lúc nào cũng đọc số điện thoại để cho mấy chị mà mới không có coi trên tựa đề, nhiều khi không có thấy được cái số phone Liên đọc nha. Hôm nay là tháng 7 ngày 26 2024. Christy có mấy chị kia mua á, thí dụ mua 2 bụi nha, bây giờ nó ôm một trong tay trong mười nè. Mà Liên á, thật sự ra Liên bán á, Liên cần cái chỗ để hàng á, chứ không hả Liên trồng cho mấy chị coi mấy cái bụi lớn á, để trong vườn mình á. Thật ra mưa nắng sao á, Liên ít đi làm việc tưới. Rồi cái cây này 70 nó xuống để đây. Cây này Liên báo rồi nha, 65 đồng, mã số 56. Rồi Liên bán thêm một số này nữa là qua bên kia ha, là Liên tạm ngừng ha. Liên sẽ quay thêm mấy cây khác để bán nha. Liên sẽ có về hàng xuyên rồng đặc biệt nha, cái gì rare mà đẹp thì Liên mới lấy về bán. Mấy chị chợ Liên hàng New Shipping nha. Liên có on sale xuyên rồng đỏ nữa, lại Liên chút nha, quay bên đẹp. Cây này là 65 đồng, cây này là pink walking ha, mã số 54. Mã số 54 pink walking nha, nhưng mà cây này á, mấy chị sẽ thấy tươi đẹp không. Đó, dòng màu sparking màu đây chút. Đây. Màu này nó đậm nhạt tùy theo nha. Tại vì Liên sẽ lấy cái quay lên cho mấy chị coi, cây này đã có rễ. Là mã số 54, 65 đồng hàng có rễ nha mấy chị. Tươi đẹp nè, hàng có rễ nè, một ra lông luôn. Thấy không? Chắc không? Liên đỡ lên nè. Hoa liêm đê, đếm thử 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hơn 20 bông nha. Hàng có rễ nha. Ở đây nó có một cái bông nó rớt ra rồi, Liên không muốn cắt tại vì cái này mốt sẽ mọc lại chùm á. Tại hàng có rễ nên nó mới tính, tại vì nó cũng còn đẹp đó. Nếu mà ở đây thì nó phu đều cái mặt bông mình hơn, chứ mình cắt luôn thì nó hơi ấy. Có những cái mình phải cắt, những cái mình phải để nha. Mấy chị thấy nó chín nhưng mà nó là nè. Rồi 65 đồng mã số 54 Liên xuống nha. Đây phiên bức kinh mà số 85 nè mấy chị. Cái hàng này á, là chưa có rễ, nó chỉ là full, mới tỉnh có rễ ít thôi, nó không full root. Cái này là full root, thí dụ Liên đó ha. Đây, hai cái màu này nó sẽ thay đổi lúc mình để chỗ này chỗ nọ nha, chỗ khác chỗ kia nha. Cây này mã số là 70 nha. Đây, xe lớn nha mấy chị. Xe lớn thường 70, Liên có bán xe nhỏ giá khác lắm, Liên có nhiều giá lắm. Cái này nó có cái bông gãy sẵn,
nó khô rồi ha, không sao hết. Tại vì bên farm nó ship cho mình là nó gãy sẵn thôi. Cây này có gì không? Oh my god. Oh, cây này nó có hai cái chỗ này nè mấy chị. Nó hơi lém chút xíu à. Nắng nhưng mà nó lém cái lá trên chứ nó không có bị gì nha. Chút xíu thì Liên sẽ bớt 5 đồng cây này. Để Liên để giá dưới nha. Chút xíu thôi nha, chứ không phải là nó xấu hết. Liên sẽ quay kỹ lại cho mấy chị lựa chọn nha. Chút xíu thôi là bớt 5 đồng, 65 đồng. Tại Liên tước lá thấy đâu bị mới thấy lém. Rồi, chán ở đây. À, mã số 85 Thiên Waskin có on sale, có giảm giá nha, 70 thành 65. Lý do là nó hơi lém, lém một cái chỗ này thôi, một chỗ thôi nha, một chỗ ngay đây nè, đó một chút xíu nha. Nhưng mà cái này nó thật sự ra mấy chị có thể bẻ lá bên này nè, một hai lá là nó hết nha, nó không bị gì hết. Mình bẻ ra là thấy nó đẹp để mình ngắm hoài chứ để không thấy trái thôi, nhưng nó không ảnh hưởng không, Liên cũng bẻ thôi không sao hết. Rồi, này là tỉnh ha, chưa có full root nhưng mà có root nha. Chưa có nhiều rễ nhưng mà sẽ có rễ chứ không có nhiều. Ok rồi, có cây nào không có rễ luôn sẽ báo là không có rễ luôn, là tỉnh chưa tỉnh gì nên máu luôn ha. Còn nữa, cây này 55 đồng, đây có giá, có hết giá nha. Cây này đẹp không, có cây Pink Watkin nha, hồng nha. Cái sếp khác mã số 89 55 đồng. Cái này có tỉnh thôi, chưa có nhiều rễ nha. 55 đồng. Rồi, thấy không, 55 đồng cũng nhiều nhánh lắm nha. 2, 4, 6, 8, khoảng 20 mấy bông, 30. Nhiều. Hết giờ, hết giờ. Một cái nữa đi, rồi Liên sẽ bán khác. Cũng Thiên Waskin 70 nha. Cái này size lớn nha mấy chị. Cái này size lớn nè, mấy chị thấy cao không? Đó, chân cao không? Chia đều nha. Cái này là không gãy hết. Còn cái bông này nó tự chỉ ra, nó cong mốt nó sẽ đứng lên khi có nắng. Tại mùa này là mình đang nắng đó. Mấy bữa Liên có 100 mấy độ nên trốn ẻm, nên ẻm cong xuống. Nhà em này không gì hết ha. Mới tỉnh thôi ha. 70 mã số 71. Mã số 71 70 đồng. Thấy không, Thiên Waskin mà mình để nhiều chỗ khác nhau, nhiều màu khác nhau. Thiên Waskin trong vườn, Liên sẽ soạn tiếp nha. Chốt dùm Liên 70 cao to nha. Size lớn là Liên đo thử. Size lớn là mấy chị thấy không, 11 in tới 12. Còn size nhỏ là 7, 8, 9 in tùy. Rồi, bye bye. Ây da, đi ngắm xem với Liên. Quên nữa. Ây da, có cái hàng Liên rình mà quên mấy chị ơi. Ây da, chuông rồng. Clip tới đây Liên xin cảm ơn mấy chị, mấy cô, mấy dì ủng hộ của Liên. Thì yêu thích cái mẫu sen nào đem về vườn trồng ha. Hàng có rễ hay hàng tươi tốt ha, Liên ship 52 tiểu bang ha. Liên sẽ giới thiệu thêm nhiều mẫu hàng mới, nhiều mặt hàng mới, mặt hàng lạ, mặt hàng đẹp ha. Khoét có, đột biến có, cái gì mà Liên cảm thấy nó đẹp mà nó lạ Liên cũng lấy về bán ha. Liên cũng cho chơi qua nhiều. Rồi chúc mấy chị, mọi người yêu sen đá cuối tuần thật là vui khỏe bên gia đình người thân. Còn nếu có thời gian mà đi enjoy ngắm sen, hãy ghé cái vườn của Liên ở Sao Dê, Liên Nguyễn. Rồi ai ở 52 tiểu bang cứ gọi điện thoại cho Liên nha. Liên ship 52 tiểu bang thứ ba, thứ hai, thứ ba Liên sẽ ship bên đi nha. Rồi, Liên có cây san hô này nè, dày nha. Hôm bữa Liên bán 70, hôm nay là giá của ba cây san hô. Liên giá cây trong vườn của Liên cái đợt hàng shipping này cuối cùng ha. Cây này đẹp không có gì hết ha, mã số 45 á. Nè, là bán 70 mà tuần trước Liên có bán này hàng Liên rình thì có sao Liên nói vậy nha. Cây này đẹp nha, thân dày nè, nó lượng nè. San hô ha, xương rộng ha, trồng không biết giống vậy nha. Cao nè ha. Liên ở đâu qua rồi ha, này hàng Liên rình nha. Liên bán cây này 60. Đó, bữa Liên bán 70 là bớt 10 đồng. Rồi. Hai cây này đặc biệt hơn Liên rình luôn, 50 một cây. Đây, Liên bán 65 ha, Liên rình 50 nha, san hô đẹp nha. Lượng nha, san hô đẹp nha. Xương rồng đẹp hàng va nha. Cái này là khác với cây này nha, cái này là hồng hồng cam nha. Hồng vàng cam. Này, hồng vàng cam hàng va nè, nó có cái ám muôn giữa nè, hồng vàng cam ha. Còn đây là đỏ bạc đô nha. Nếu cái này khác với cái này, nếu mấy chị thấy không, nó vàng hồng cam mà nó đỏ bạc đô nó càng nắng càng đỏ nha. Liên để ra rất là đỏ, dáng này là lượng nè, rất là đẹp. Xanh nè, cái vả xanh, nó có cái đặc biển xanh ở đây ha, hàng sale nha.
60 nha, cái này 50, cây này cũng là 60 còn 50 nha, giống nhau tại liên liên rình nha, có 3 cây liên rình hết. Hàng để chống chỗ, có hàng shipping mới nha. Đó, liên liên rình cái vườn của Liên để có chỗ trống á. Rồi đi qua ngắm sen nha, mã số 46 nha, 50 nha. Liên có 3 cây này, chụp hình cho Liên nha, thích cây nào chụp hình gửi cho Liên nha, cây này có em bé cái bên nè. Rồi. Xoắn một gang tay ha. Em ấy xoắn rất là đẹp. Đây nè. Này mặt sau là dán núi nha, một quạt, hai quạt, ba quạt, lượng từ trên lượng xuống này nha, 50 hết nha. 50 50, chỉ có này đặc biệt 60 tại này hàng dày nha, đỏ bạc đô nha. Hàng qua đỏ bạc đô nè, cánh quạt đẹp nè. Rồi Lirin nha, cây này Lirin luôn 60, cây này 50 50 rồi, ba cây hết nha. Rồi đi ngắm sen với Liên nha. Đây là những cái cây Liên đã báo giá nè, đó. Liên còn nhiều cây để bán lắm. Cái cây Christine nó bung ra nè mấy chị, thấy không? Đó, nó bung ra nè, nhưng mà nó đã có mấy cọng rễ nè, Liên quay vậy đó. Hàng ý là nó ít rễ tỉnh nè ha. Mới về mà tỉnh nè, hàng rất là đẹp. Đằng đây nè, cây này có rễ, Liên trồng đã hơn 2 tháng ha. Mấy chị cứ nghe là Liên để thí nghiệm thử ha. Liên trồng lúc nào cũng vậy, có về rồi đây nè. Đó, này phua va nè. Christy hai màu nè mấy chị thấy không? Lúc mà nhưng mà mấy chị đừng có lo, này có màu nha. Khi mấy trồng bám rễ rồi, ánh sáng nắng càng nhiều màu sẽ lên như vậy, một mùa season nó thay lên một mùa màu đó, nhưng chị đừng có lo nó mất màu, tại vì mới về nó vậy thôi. Nhưng mà va thì nó cũng có người trồng mà cái hướng nó đẹp, cái hướng nó nhiều va hơn, nó đậm hơn, nó full moon, nó half moon, thí dụ vậy đi. Còn có những chị thì nó chưa có được đẹp lắm thì tương lai nó cũng sẽ đẹp. Đây nè, rồi đã liền báo mã số hết rồi ha. Rồi đây nữa nè, chị thấy không, màu đỏ rất là đẹp đó. Liền để tùm lum hồi nãy móc vô, còn bên hàng bên đây là hồi nãy liền có báo rồi ha, đây là pink waxking hồng. Cây này wedding dress, pink giống như pink quýt vậy đó, nhưng mà lá nó wedding dress rất là đẹp đó. On sale có 35 đồng, đỏ bự chưa, trời ơi chốt liền giùm Liên. Medusa Liên có on sale mà chưa quay kịp ha, thôi đi đi ngắm với Liên đi coi thích nè. Cái này là Green Wavy Tea Cup. Đó, mã số Liên báo hết rồi nè, full bự đẹp ha. Đó, hàng là lặt lá hết tỉnh rồi, mấy cái hàng này hôm qua chưa. Đây có mấy cây nữa chưa kịp quay nè. Này là Black King Kong, là Red King Kong gì ta. Để. Còn hôm qua nửa đêm đó đã làm cái chậu này nè. Để nắng sáng nè mấy chị thấy không? Đó, mình sẽ phun sương vô những cây có rễ ha. Đây nè, Liên design thêm nhiều cái bông qua làm không kịp. Đó, cái này chưa có rễ, để yên đó, không có tưới gì chỗ này, chỉ tưới mấy chỗ này ha. Đó, rồi, ngắm với Liên. Cây này Liên có bán 150 nha, mà số 84 nè. Nhưng nó đẹp, có cây tùy size lớn, size nhỏ, 100 cũng có luôn nè. Đó, Chanel Liên sẽ bán Chanel sao nha. Chanel trong vườn của Liên là 70 nha, size lớn 70 nha. Đó, Chanel. Chanel này Liên chân ha. Rồi, có nhiều bông bán lắm. Đây. Đây, Chrissy Liên chân nè, anh chị thấy bự không? Này có mã số 90 nè, Liên đã bán bao nhiêu ta, cắm cái bảng đâu rồi. Hình như cây này 70 hả? Này size lớn lắm nè mấy chị. Nè, có hát muôn va nè, thấy không? Này, Chrissy này mới về nha, chưa tỉnh nha, nhưng mà đẹp lắm. Cây này là Green Sunny đó, đẹp không? Vua đẹp không? Cây này chưa làm số giá bán. Đó, nó cũng ngắm cái này nè. Giống ha, nó giận này chưa tỉnh. Đó, Liên có nhiều mẫu bán mà chưa có quay nó, mấy chị thấy không? Thông cảm cho Liên nè. Đó, cái cây này là Candy Power, với lại nó có cái tên nữa ha. Cái gì hồi nãy Liên mới nói á, Cashmere. Cái dòng họ Cashmere. Oh, đây Liên có một cây, một duy nhất nha. Này Liên phải quay nè. Một cây một. Liên có bán chứ, có cây nhỏ mà nằm đâu trong kia, ở này size lớn nè. Cây này có rễ nè, full rễ. Bán 60 nha. Hồi xưa cái cây này á, mà mấy chị mà kiếm phua rễ giống vậy á, là 8-90, tại vì 4-50 nó có mấy bông. Cây này cúp như bông hồng vậy nè, rất là đẹp. Đó, rất rất là đẹp luôn. Có nhiều màu không, mấy chị thấy nhiều màu chưa? Hầu hết luôn nè, trời nó đẹp gì đâu. Cây này già rồi nha, thân rũ hết nha, Liên sẽ lấy cho mấy chị coi. Cái cây này collection vô trong vườn đẹp lắm nè, mấy chị thấy không? Phua rễ nha, đây nè. Phua rễ rất là đẹp. Đây cái chậu luôn nè, nó Liên bỏ vô cái size này. Mấy chị mà muốn
trồng mà chậu riêng hay sắp đi dễ dàng á, bỏ vô cái chậu này đi sẽ quay riêng cây này. Trời nó đẹp quá. Bye bye, chúc mấy chị luôn vui khỏe nha. Rồi đi. À, cây này Liên bán mã số 55 nè, 60 đồng nha. 60 đồng là giá để lại đó, tại có lá sình nè, thân già hết rồi nè mấy chị ơi, có rễ nha. Da 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 da. Bự quá. À, Chanel nè. Rồi. Liên sẽ báo thêm nha, còn cái này là Liên đã làm lại, Liên để cái vàng này ở dưới nắng sáng á, mấy cái cây này nó cần nắng ấm để nó lên màu nha. Cái này nó bạc là lý do nó thiếu nước. Nó sẽ hồng lắm. Cái này ra nắng nó hồng đậm hơn mà hồng nhạt ha. Quay qua đây nè. Đó, mấy chị thấy nó hồng không? Ê da, rớt hơi mà em đụng nhúng nhít rồi. Tội nghiệp quá. Bỏ em vô đây em tự mọc. Chỗ này bubble đi lại nè. Đó. Bụi rồi. Đó, nhìn nè. Đó, mai mốt Liên sẽ là bỏ vô một cái chậu to, thật là to. Còn mấy cái bụi kia Liên bán. Hết mùa rồi. Đây, Liên có bán hàng Ichi. Đây là những cây là Liên dưỡng. Mùa này Liên tưới nước một lần thôi rồi để đó. Cái cây này bữa mấy chị thấy ít tỉnh, bữa nay tỉnh đây nè. Cái này giống hồng giang ha. Nhưng mà nó lại giống cái gì ta? Thiệt cúp á. Đó, cái này nè. Nếu mà mấy chị mà sợ uống, thường thường mình trồng ít đó. Nó tỉnh. Cái lưới của Liên là ngay đây là lưới 90% chống UV. Ô, cái cây kia mình bị cháy nắng ha. Nó lém một chút. Nè mấy chị. Nó lém nè. Nhưng mà không sao hết á, nó sẽ lên từ lỗi ra. Nó cũng đẹp như thường à, nhưng mà mình không muốn dời nó. Tại vì nó đang chịu nắng, mình để cho nó nóng. Không mà đổi tới đổi lui nó hay bị sọc nhẹ. Mùa này á, mấy chị thấy dưỡng cây vậy đó. Thôi, cái này Liên sẽ bài trò nói sao. Kì nắng quá. Liên sẽ on sale mấy cái cây gì ta? Impenting có rễ va đẹp lắm. Thấy em không? Em này làm về chưa có nhiều rễ. Em này để bữa nào quay bán nè. Lá hát muôn va nè. Bông hồng nhỏ va nè. Thương không? Ai thích cây này gọi Liên nha, già lắm à. Sakura. Đó, vườn của Liên. Trời, một tiếng mấy. Đó, mấy cây này cũng anh xem bán màu đẹp lắm. Bữa nào Liên quay thật là kỹ ha. Làm thật là đẹp. Mấy cây kia tỉnh này nè. Oh. Liên sẽ quay hai cây này để bán cho mấy chị muốn, ai muốn Liên bán cho. Tại vì cái cây khách va của Liên nó một bụi nó 500 á, nó gãy ra. Tại vì hàng va gãy ra mà hai cây khoét. Bây giờ Liên sẽ bán luôn. Nếu mấy chị cần cái cây này, còn không Liên sẽ trồng riêng một cọng mỗi thứ một cây để nó có rễ rồi Liên bán cho mấy chị. Khoét va gây nha. Hàng cái bản khoét của nó nè, nó tè đầu nó khoét nè. Một cây này 1 gang, 2 gang nha. Dài 2 gang có nghĩa là mấy chị muốn nó rớt xuống lòng thòng á đều được á. Cây này hơn 2 gang. Cái này á Liên không có gan đi shipping tại vì hàng mới gửi về á, nhưng mà ship nó vẫn ok. Nếu mà ship thứ hai thì mấy ngày không sao, nó càng ráo thì càng dễ trồng, chỉ sợ nó nóng á. Nhưng mà theo Liên biết nhiệt độ nóng sắp tới đây nó hạ rồi, shipping an toàn. Hôm bữa 105 này mình không an toàn. Cái này cũng vậy, nếu có ship thì nó rụng lá ở đây nè. Cái này mới mốt mình cũng sẽ bẻ lá, nhưng mà để từ từ bẻ, mình phải chôn á là mấy chị chôn được tới đây rồi, tới cái mặt vàng này nè. Đó, đất khô ráo tôi mình một ha, mình cứ để vô là tự một rễ. Mà người ta mấy chị yên tâm đi, 2 tuần mấy chị dỡ lên cũng đầy rễ. Không, bình thường để không nó cũng đã một rễ tự ấy ra, tự nó một rễ nữa, thấy không, cộng rễ đâu rồi đó, thấy không, vốn bản thân nó tự một rễ. Nhưng con cái là mình để trong mát, không có để nắng, nó một rễ một thời gian rồi mình đem ra kia. Đó, nó dài lắm á, 500 giờ Liên phải bỏ xuống cái bụi lớn, tại đây hàng vai nha chị, collection nữa.
lý do Liên có con nhỏ chưa kịp bỏ vô chậu cao, đi ra đi vô, đi ra vô gãy tiếc quá. Bây giờ Liên trồng lại vẫn được thôi, Liên sẽ trồng lại rễ, nhưng mà tại Liên thấy mấy chị nào cần bữa hỏi Liên thì giờ lỡ gãy Liên bán luôn cho. Rồi nếu ai ở đây thì tới cái pick up, nó khô mài rồi ha, mình cứ để vậy vô trồng thôi. Còn mấy chị ở xa thì shipping đi nó khô không sao, hàng y chi Liên gửi bao nhiêu lần cũng vậy, dễ trồng lắm. Rồi một cây này là Liên bán là 50 nha, tại khoét hàng va nha, xin lỗi khoét hàng va nha, cây này 45, 40 thôi, tại cũng khác biển để mấy chị tận. Rồi 40 50 hàng khoét va nha, hàng re nha, muốn kiếm cái cây này cũng hơi khó á. Tại vì Liên muốn cho mấy chị hiểu á, là cái hàng va lúc mà mới về á, nhỏ nhỏ này, chưa có khoét á, là đã bán 35 40 một nhánh rồi. Đây nó màu rất là đẹp nha, đây nó một bông của Liên trồng có rễ hồi đó, nó nhỏ đó đó, nó nhỏ 4 bông mà nó ngắn lắm. Liên trồng nó có rễ này, nó dở lên có rễ nè, 1 bụi 2 bụi 3 bụi nha, đó 3 bụi mà nó cao nè, cái này màu đẹp lắm. Đây nữa nè, nó có nhiều vùa va rất là đẹp, cái này chưa lên hẳn nha, này khoét của nó nè, nhưng mà cây này nó dài lắm nè, Liên trồng nó dài tới 2 3 gang tay, dài ra độ già nó hiếm lắm. Rồi cái này đó là hôm bữa Liên bán là 35 đồng, bây giờ có rẻ Liên sẽ bán cho mấy chị chơi là 30 ha, là có rẻ mua lên là rẻ không á, 30 nha, hàng rất là hàng va mà 30 mà chồng có rẻ là phải nói là Liên để giá rất là hợp lý luôn á. Và nha, nó còn hồng nha mấy chị, cái này ra nắng đẹp lắm. Tại Liên hứa hoài mà chưa có làm được cái màu á, là lý do mình phải để ra ngoài nắng. Liên định để cho chậu lớn thiệt là lớn đó, Liên để ra ngoài full sun đó thì mấy chị sẽ thấy hồng. Bữa nay bữa Liên để đây nó full, nó nắng vô nhiều nè thì mấy chị thấy nó hồng không, hồng ở đó bắt đầu cánh nó hồng nè, hàng va nè rất là dễ thương nha. Hàng này hàng collection gãy ra đó mấy chị ơi, một buổi của em mấy trăm lần thì ai mua giùm Liên đi đó, cái 50 với cái 40. Thông cảm nha, cái khoét nha, cái thường vậy mấy chị mua cũng phải là 30 nha. Rồi ai thích không Liên trồng vô trong có rẻ à. Tại vì nếu mấy chị mà tin không, mình nhập hàng thường á, cây này hồi đó cũng là năm năm sáu bảy chục, trong khi va dự khoét giá rất là hợp lý nha. Henry quậy chứ thật ra mấy cái gói sình mình muốn để vô trong một bộ nó rất là rare, nó rất là đẹp. Rồi bye bye, trời ơi bữa nay dài thằng lòn. Còn nhiều cây bán lắm nha. Trời ơi cây này nè thấy chưa. Em ít bông mà màu của em nó quá trời đẹp. Nhu ơi là Nhu. Trời ơi cái cây này Liên bán nè, 35 đồng nè. Ai tới đây pick up đi, rồi không Liên dở đi. Trời ơi cưng quá, màu rất là thương. Còn này là gì, nguyên quay vì không phải nguyên quay vì cái gì quên, tự nhiên không nhớ. Khoét thì mấy chị chờ nha, Liên có on sale khoét rất là đẹp, hàng có rẻ nữa nha. Tỉnh nha, này Super Ben nè. Red King Kong bự quá ha. Đây. Đi bán sen mà mê quay lắm, có cô chì. Mê mấy em lắm, mấy em đẹp là bắt đầu ngưng máy không được. Đây. Cái hàng này. Đây là cái lưới của Liên nè. Bữa nóng trăm lẻ mấy á, mà em thấy héo héo thôi chứ không sao hết. Rồi rồi clip hơi dài nha, lúc nào Liên quay clip cũng ngừng tay được, coi như là vừa mua sen vừa ngắm vườn của Liên, coi có cái gì lỡ mấy chị thích á chụp hình lại rồi sen Liên sẽ bán sen. Liên có nhiều người muốn bán lắm rồi, báo đi nó đẹp không, mấy cái hàng này tỉnh hết rồi nè. Này nắng quá cháy rồi, này phải đem vô mát nữa, mấy cái hàng phải đem vô mát tỉnh. Có mấy cây tỉnh đẹp lắm. Rồi phải giờ chỗ hồi Liên đi làm việc đây nha. Rồi một lần nữa Liên chúc mấy chị luôn vui khỏe ngắm sen. Liên đi dọn dẹp nha, thấy không, thấy cái chậu không, thấy cái cây Liên trồng không, trời ơi nên nó tỉnh nó bóng. Đi không có tưới nước bữa giờ nha, mình cứ để vậy thôi, ngày bữa mình tưới ra cái chậu lớn nó được rồi, có độ ẩm thôi. Liên đi chăm sóc cây, đi dọn dẹp đó, cái đó sunrise đẹp chưa.
Đây nè, hàng thi cấp liên chân nè, hồi nãy Liên có bán Win quay vì đó. Hàng thi cấp nè, đó mấy chị thấy liên chân cái bình không? Rất là dễ thương nè. Đó. Ui cái này có 50 nè, kêu chưa? Đó. Ui. Cái cây đó lạ lắm, quên Guter. Trời ơi. Đẹp quá. Xin lỗi mấy chị lại không có nở buông máy. Nhưng mà cũng phải buông thôi.